hai, chúng ta đó 40 đèo đua gì ai ông ấy là 40 rồi hôm nay mua đi khỏe hơn, chưa mua cái số đúng không? Đấy to vậy, anh mới còn 50 đấy. Đấy to với anh đấy. Đấy tí nữa em không bảo anh thì đúng không? Mất tiền uống cà phê. Thôi. Bye. Thank you.